Chia sẻ giùm em nha mọi người. Sale nha, sale bữa nay sale dành cho chị nào chia sẻ bài nha mấy chị ơi. Chia sẻ 200 cái nha, năm hội nhóm nha, xả kho đồ kiểu giá chỉ từ 19.000 nha mấy chị. Share bài viết giùm em nha mấy chị ơi. Ai một đống vẽ xay trước mặt đây. Nãy giờ chọn được một đống mà. Chia sẻ với em 200 cái nha, năm hội nhóm vô đông đông sale cho mấy chị sập sàn luôn nha. Lên mấy mẫu 25 kg, 25 kg à, cũng có xếp với đầm cũng có nhiều á. Chia sẻ giùm em nha mọi người, chia sẻ vô đông đông giùm em nha. Ủa mạng sao nó đứng luôn rồi trời. Chia sẻ bắt đầu sale mọi người, chia sẻ 200 cái nha, năm hội nhóm nha. Bữa nay sale và nay sale dành cho chị nào chia sẻ bài nha. Chào chị Dương Thảo, chào chị Huyền Trân, chào chị Trúc Ly, chị Hằng Thanh, chị Lo Nguyễn, chị Thanh Thu, chị Tú Quỳnh nha. Thấy mấy chị nha, chia sẻ với em nè, bắt đầu like nè. Em xem 19.000 đầu like trước nha. Giờ máy đứng luôn rồi, không biết bị gì nữa trời. Máy sao đứng hình luôn rồi. Chia sẻ nha mọi người, mới 6 người coi à. Chia sẻ vô đông đông đi, em xem 19.000 đồ like cho mấy chị nha, đồ kiểu luôn.
chia sẻ về Trang được luôn. Chờ em xíu nha mấy chị ơi, máy bị gì rồi. Trời, bị gì mà bấm hết ăn luôn. Rồi lên chốt màu này nha. Chia sẻ cho mọi người, chia sẻ mới chốt nha. Khoan, lên 19 ngàn trước đi. Rồi 19 ngàn mẫu này. Mẫu này em có màu. Còn có mấy set nè, cái này bán lỗ nha, chứ không có lời lớn gì luôn nha mọi người. Cái này em bán lỗ vốn. Cái này em bán lỗ vốn nha, nên mọi người tranh thủ mua. Set quần ống le, áo dây, beo. Còn bao nhiêu mẹ mã beo kèm size vô. Nó có nhiều màu nha mọi người, màu ngẫu nhiên theo size nha. Đó, beo kèm size vô mẹ 19 ngàn. Chia sẻ giùm em nha mọi người. Rồi mã beo 19 ngàn. Mã beo kèm size vô 19 ngàn luôn. Bữa nay sale tụt quần luôn cho mấy bà. Chia sẻ em tôi nha mấy bà. Beo 9kg, ok. Trúc Ly nè, Trúc Ly đấy nè. Quần ống le nha mấy chị, quần ống le áo hai dây dễ thương lắm, 19 ngàn. Cho Trúc Ly nè, Trúc Ly 9kg nè, 19 ngàn cho Trúc Ly nè. Rồi ai lấy beo lên xem mấy bà. Beo 19 ngàn mã beo. Mã beo 19 ngàn. Mã beo, ai lấy chốt beo mấy bà ơi. Đâu rồi, đâu rồi, beo. Beo 19 ngàn một set nha. Quần ống le áo hai dây. Mọi người nhớ lưu ý chia sẻ mới chốt nha. Còn mấy set xả luôn cho 19 ngàn nè. Còn mấy set xả luôn cho 19 ngàn. Xem được không mọi người? Mười chín ngàn có ai lấy mã beo không? Còn ai lấy không? 19 ngàn mã beo. Đâu hết rồi? Không thấy comment. Sao mấy người coi ta? Beo 19 nha. Mấy người coi à mấy chị ơi. Rồi lên tiếp. Một đống lẻ sai ngay chỗ em ngồi. Rồi cái này trong váy có quần sẵn trong nha mấy chị ơi. Cái này cũng khoảng 9kg à. Ai lấy chốt em xét váy nha. Còn có một cái à, 19 ngàn luôn đi. Xét váy. Xếp váy còn có một cái 9kg nha, 19 ngàn. Chị nào lấy chốt em ạ, xếp váy. Xếp váy, xếp váy cho Ngọc Ánh. 19 ngàn. Rồi cái này cũng xếp váy luôn. Trong váy có cái nơ nè. Áo hai dây như thế này, size 8-9kg. Áo hai dây màu trắng nè, trong váy có nơ nè. Xếp váy này em sale cho mấy chị 25 ngàn. 25 ngàn. Còn bao giờ em mã trắng. Trắng 25 ngàn. Trắng 25 ngàn. Trắng 25 size 8-9kg. Mã trắng giùm em. Mã trắng, mã trắng, ai lấy chốt mã trắng. Trắng ai lấy không? Sale 25 ngàn luôn.
mọi người tranh thủ lấy đi hết. Rồi 18kg ai lấy chốt mã body. Body sale 25.000 luôn. Body sale 25.000 luôn mọi người ơi, mọi người. Trắng 25 có ai lấy không? Sẽ phải trắng 25.000. Trúc Ly với Ngọc Ánh lấy cái trắng hay gì ạ? Hay là lấy cái hồi nãy? Trúc Ly ơi, lấy cái váy trắng hả? Phải thì ok mà em nha. Rồi dùm này em 55.000, em xả luôn cho mấy chị 35.000 nha. Còn có cái à, dùm tay phòng nè. Ở sau có dây kéo nha. Dùm này 55 sale mấy chị còn 35 luôn. Còn một cái 8kg nè. Dùm ai lấy chốt mẹ mã dùm nè. Mã dùm, mã dùm. Dùm sale 35.000. Dâm sale 35.000. Dâm cho chị khám băng nè. Ba mươi lăm ngàn lỗ 20.000 á mấy chị ơi, cái dâm đó 55.000. Rồi cái này em sale 25, ai lấy chút mã body. Body 18kg nha. Body 18kg. Rồi xét ống rộng này 65, xem mấy chị 45 luôn. Áo như thế này kèm quần ống rộng nè, 65.000 một set, xả luôn 45.000, lỗ 20.000 nha. Còn bên em mã ống rộng, mã ống rộng 89kg mặt dừa. Dâm 89kg nha chị Khánh Băng ơi. Rồi ai lấy chút mã ống rộng giùm em nha. Nghe rõ số ký hả, comment nha mấy chị ơi. Rồi cái này ai lấy chốt em mã, mã hồng đậm nha. Mã hồng đậm này 65 luôn. 65 em sale cho mấy chị giá 50.000 luôn. 50.000 mã ống rộng nha. Ống rộng 50. Ống rộng 50, size 8 ở size 10kg. Body lính nè. Body lính size nhiêu đây? Ở body lính nhỏ quá, size 19.000 thôi. Nó tầm 7kg à, bà nào có bé 7kg không? Body lính nè. Ở sau đang dây nha, cộng dây này mình tròn lại sao đang. Đang chéo qua chéo lại nè. Thấy không, thấy có cái con đĩa này để mình xỏ dây vô nè đó. Rồi body lính sale mấy bà 19.000 luôn, tại vì size nhỏ, size khoảng 7kg, 7-8kg. Rồi chốt thanh lê 45.000 là ống rộng nè, cho thanh lê nè. Thanh lê có chia sẻ không? Có à, thanh lê nè 45. Body lính chốt cho chị Ngọc Khánh Băng. Nào nhỏ nhỏ em sao lỗ luôn. Body lính 19.000 cho Ngọc Khánh Băng. Ôi xếp váy đẹp quá trời mấy bà, không lấy mấy bà sale có 25.000 nè. Xếp váy đẹp quá trời, cái chân váy đúng đẹp luôn, áo hai dây như thế này. Xếp váy nha, chị nào lấy chốt 89kg mặt dừa 25.000. Làm body này 16-18kg, sale 25.000 luôn. Body nhũ nè. Body nhũ như thế này. Hai bên eo có rút dây nè. Hai bên eo có rút dây nè. Ở trước ngực có cái nơ nè. Đó, body nhũ nha. 16-18kg. Body nhũ xả 25.000. Chia sẻ bài giùm em nha mọi người. Chia sẻ bài em nha, sale giá sập sàn luôn. Mọi người đang xem like nhớ chia sẻ bài em nha, em sale rẻ cho. Cái đàm này 55.000, giờ em sale mấy chị giá 40 nha. 40 luôn. Đàm yếm nè. Ở sau có dây kéo.
9 kg vừa mà. Đây, cà phê trắng nè. Chút ly luôn nè. 25.000. Rồi, đàm này em sale nha, body nhũ cho Phương Diệu nè. Phương Diệu 25.000 nè. Rồi, đầm này sale 40 luôn nha mấy chị ơi. Ai lấy chốt của em. Size của nó là tầm khoảng 10 kg nha, 9-10 kg á. Đó. Cổ yếm như thế này, ở sau có dây kéo nha. Ồ, đầm vải đẹp lắm, hàng xịn xốp nha mấy bà. Xả 40.000 luôn. Ai lấy chốt của em đầm hồng. Đầm hồng yếm nè. Đầm hồng yếm sale cho mấy bà 40.000 nha. 55.000 sale 40 luôn, ai lấy chốt nha. Có cái dùm xe lớn nè. Dùm này khoảng 27 kg á. Dùm nha. Dùm đùi. Có hai túi hai bên luôn. Hai túi hai bên nè. Có dây thắt eo nè. Dùm đùi sale 19.000 đi, 27 kg. 27 kg sale 19.000 luôn. Dùm có dây kéo sau lưng luôn nha. Ai lấy chốt mà dùm lớn. Dùm lớn. Cáo rộng này đẹp nè mấy chị ơi, để em mặc vô móc cho mấy chị xem. Cái này 65 em sale với chị 50 nha. Sale 50.000. Ai lấy chốt mẹ mã 50 nè. Size 10 kg. Dâm cho chị Ngọc Khánh Băng. Dâm em sale cho chị Ngọc Khánh Băng nè. 19 luôn. Bán lỗ hết. Nào còn lẻ say sale lỗ luôn. Mấy bà nhớ mua hàng chia sẻ bài là được nha. Em like mấy mẫu lẻ say xong em lên mẫu mới cho mấy chị. Chị nào mua mẫu mới chờ em xíu nha. Đây. Đẹp nhất nách luôn. Cái này tay rớt vai như thế này, ở sau là nhúng nè mấy chị, ở sau là nhúng trời, mặc cái quần ngược. cái cọng dây này trước nha, có túi nè. Tôi mặc quay qua sao rồi. Mặc lộn, mặc quay qua sao rồi. Rồi ai lấy chốt mà em set hồng 10 kg nè. Set hồng 10 kg rồi 65 sale mấy chị luôn, còn một set sale mấy chị 50.000. Bán lỗ mấy bà ơi, ai lấy chốt nha. 50.000 mã set hồng giùm em nha. Sale lỗ cho mấy bà để mua cho bé mà. Rồi cái này ở sau cột nơi như thế này, ai lấy chút mà bi đỏ. Đầm bi đỏ nè. Đầm bi đỏ nha. Bi đỏ còn size 89 kg. Bi đỏ còn size 89 kg nha mấy chị ơi. Sale 40.000 luôn. Bi đỏ xạ 40. Bi đỏ 60.000 nha. Nè 60 nè. Xả 40.000 luôn á. Xả 40 luôn, lỗ 20k luôn. Mấy bà chia sẻ bài giùm tôi mấy bà ơi. Bé lỗ rồi. Nhớ chia sẻ nha. Bà nào không chia sẻ không chốt đâu. Nhiều đồ đẹp lắm. Cứ theo dõi like. Rồi cái này còn cái sale với chị nè 55.000. 55.000 ai lấy chốt mà tiểu thư 18 kg mặc dừa. Còn bên đầm vàng đi, đầm vàng. Đầm vàng sale luôn 55.000. Đầm vàng 18 kg 55.000. Đầm vàng 18 kg 55.000. Ai lấy chốt em mã đầm vàng. Rồi cái này ai lấy chút mã vest đỏ 11-12 kg. 11-12 kg chốt giùm em mã vest đỏ nha. Trong quái có quần sẵn ở trong. Sale 29.000.
comment luôn. Trời ơi, bộ này đẹp quá trời luôn, 10kg nha bà nào, 10kg mặc vừa áo lệch vai như thế này, ai lấy chốt mã beo. Áo lệch vai quần lửng nè. Vét đỡ cho chị Phương Diệu nè. Vét đỏ chốt cho bà Phương Diệu. Rồi đầm hoa này sale 29.000 luôn. Đầm hai dây hoa. À lấy chốt hoa. Hoa còn xe nhỏ à. Mấy bà khách xe nhỏ lấy 8 đến 10 kg. Hoa 8 đến 10 kg. Xả luôn 29.000. Có nha chị ơi, đồ bên em là size khoảng từ 8 đến 25 27 kg đổ lại. Có size. Nhưng mà tại cái này em đang sale hàng lẻ size. Cái nào có size bé mình thì lấy, còn không thì chờ xíu lai đồ đủ size cho lai lấy ha. Cái đầm vàng có xe nhỏ nè. Đầm vàng sale 55.000 có xe nhỏ nè, mấy bà xe 13-14kg nè. Xe 13-14kg có xe nhỏ nha. Đồ bộ mặt nhà giờ không có like chị ơi. Hồi trưa, trưa ngày mai 1:30 trưa vô. Đầm hoa có ai lấy không? Đầm hoa xe nhỏ 8-10kg. Beo giá nhiều đâu, beo nào? Beo hả? Ủa em chưa nói giá hả? Sale 25.000 đi. Beo khoảng 10kg mặt dừa. Ai lấy chốt mã beo. Cái này cũng beo mà zoom nè. Cái này zoom beo nè. Rồi cái này, cái này còn 2 set nha. Cái này còn một set 18kg em đang mặc trên móc nè. Đang mặc trên móc size 18kg mặc dừa. Sale 45.000 set. 18kg set trên móc nè. 15kg nè, set màu màu bò nè. Đó, còn hai màu nha, màu bò 15kg với màu đỏ gạch này 18kg nha. Xả 45.000. Beo chú chị Khánh Băng nè. Beo xả 25.000 luôn. Rồi cái này em sale với chị 35.000 nha. Đó, set beo đỏ, set set quần đi, set quần nè. Set quần beo nè. Set quần beo 10kg đang mặc trên móc nè. Em còn size 10kg nè. Với lại bao nhiêu ký qua nè. Còn cái này 10kg. Cái màu xanh 9kg. Màu xanh áo trắng nha. Màu xanh 9kg nè. Màu màu beo mà trên móc 10kg nè. Xả cho mấy chị 35.000. Quần beo nhớ còn cái mười mấy ký nữa chắc bán rồi quá. Chắc bán rồi. Beo 9kg chú cho chị Ngọc Ánh nè. Ngọc Ánh lấy quần xanh nha Ngọc Ánh ơi. Ngọc Ánh lấy quần xanh nha 9kg. Rồi beo này. Beo này là cái zoom nha mấy chị ơi, là cái zoom nè.
Em đang cầm size 9kg nha, dumbbell 9kg, dumbbell 10kg, còn 2 size. Sale cho mấy chị bao nhiêu đây? Bây giờ sale cái dumb này giá 25.000 luôn. Trời ơi, rẻ lắm mấy bà mua đi. 45.000, sale 25.000 lỗ 20.000 rồi. Rồi dùm nha, dùm 9kg với 10kg còn 2 size nè. Em xả nốt 25.000. Chủ yếu dọn kho bớt mấy chị ơi, chia sẻ giùm em nha. Bán lỗ cho mấy bà. Dùm 9kg cho Ngọc Ánh. Rồi còn cái dùm 10kg mấy bà ơi. Còn cái dâm 10kg có ai lấy không? 25.000 luôn. Dâm 10kg cho Ngọc Khánh Băng nè. 25.000 luôn. Rồi qua mẫu khác. Bây giờ sale mấy chị, cái này còn có 3 cái à. Sale mấy chị 29.000 thôi nha. Đầm, đầm hoa cúc nè. Rồi đầm hoa 12kg màu hồng. Đầm hoa 12kg màu hồng. 15kg màu xanh. Rồi ai lấy chốt đầm hoa giùm em xả 29.000. Đầm tầng này size 18kg. Đầm tầng 18kg. Sale 29 luôn. Rồi chốt mã tầng nè, tầng 18kg là 29.000. À, đầm hoa xanh 13 đến 15kg nè. Đầm hoa hồng 12kg nè. Đó, sale mấy bà 29.000 thôi. Hỏi nó ăn cơm thêm không? Ăn đùi gà. Đi đám rồi hả? Nhiều à? Hả? Đi đâu? Còn lao. Trời ơi. Rồi bộ này sale 35.000 luôn. Cái này xả lần thứ 3 rồi nè. Khổ quá, ai chắc lấy hả comment nha mấy chị ơi. Mua đã không inbox số hội chị xả ra luôn. 20kg ai lấy chốt set hoa áo lệch vai, một bên có dây, một bên lệch vai như thế này, quần ống rộng nha. Chị nào chắc lấy hả comment nha mấy chị ơi, đừng có xả tới số lui giùm em nha. Mình mua hàng xong mình cho xin số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn giùm em luôn. Đó, set 20kg mặt dừa. Chị nào lấy chốt set hoa xả 35.000, cái set này là trị giá là 55.000 nha mấy chị. Bình thường mấy cái set này là 55.000. Em bán tặng mọi người 35.000 luôn. Mua hàng xong xong like inbox giùm cái số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn nha. Trưa ngày mai 1:30 em like đồ bộ. À, ngày mai có mẫu mới về. Ngày mai 1:30 like đồ bộ. Tối 7:30 like đồ kiểu mẫu mới về luôn. Ngày mai có đồ kiểu mẫu mới về. À, đồ bộ mẫu mới về. Rồi mai like dùng đơn, ngày mai nữa mới chốt đơn nha. Rồi xét ai lấy không? Xét hoa. Xét hoa ai lấy chốt mềm xét hoa. Hết chưa ta? Ở cái này còn cái sale luôn cho rồi. Này còn cái à, bà nào lấy xả luôn cho. Cái này xả 55.000, ai lấy chốt xếp váy nha, 13-4kg mặt dừa. 13-4kg. Xếp váy tầng. Xả 55.000. Còn có một cái à. Xếp váy tầng giùm em mã xếp váy tầng. Đầm hồng có con gấu size khoảng 10kg, 9-10kg á chị. Cái đó là cái túi sách á. Mua cái đầm tặng cái túi sách mà có 70.000 đó chị ơi. Quá rẻ luôn. Nay tuột mất tương tác nữa rồi. Rồi cái này ai lấy chốt em. Cái đầm nhúng 2 dây xả luôn mấy bà, 35.000 luôn nè. Đó. Ai lấy chốt mã đầm nhúng nha. 35.000 luôn. Đầm nhúng hoa. Cái đầm này giá 55.000 nha mọi người ơi. Em sale toàn lỗ mười mấy 20.000 không á. Mọi người không chia sẻ là con
không chốt đâu. Đó, còn hai cái nè. Còn hai cái nha, một cái 10kg, một cái 89kg nha. Ai lấy chốt đầm nhúng hoa. Còn hai cái sale luôn 35.000. Rồi. Lên xay nhỏ vậy đã, em nói là cái này em xả lẻ xay mấy chị ơi. Bây giờ em muốn xay lớn nó cũng còn xay lớn đâu mà sale. Đã cái này là em xả lẻ xay. Mấy chị hiểu lẻ xay không? Là mỗi mẫu còn cái hay cái em sale nốt luôn, rồi xong rồi em like đồ đủ xay cho mấy chị. Mấy chị ráng chờ em một xíu. Em like đồ đủ xay cho mấy chị lấy nè, từ từ. Có mấy cái lẻ xay em sale luôn cho xong nè. Rồi cái này còn xay 15 đến 17 kg nè, sườn xám nè. 15 đến 17 kg xả nốt luôn à. 25.000. Có dây kéo sao nha. Sườn xám 25.000. Rồi ai lấy chốt nha. Rồi còn có mẫu hai mẫu nữa em like đồ lẻ đồ ấy cho. Đồ đủ size cho mấy chị. Chị nào muốn rẻ phải chịu cực nhặt mấy hàng lẻ size này thì được rẻ thôi. Rồi ai lấy cái này chốt em đầm ngọc. Đầm ngọc tầng như thế này nha. Đầm ngọc xe 35 luôn đi. Ủa lỗ vốn không á mấy bà. 9-10 kg nè, đầm ngọc. 35 luôn. Bán có lời đâu, lỗ mười mấy 20.000 không á. Yếm nè. Cái áo sơ mi như thế này nha. Cái đầm yếm ngoài nè. Yếm này sale mấy chị 40.000. Yếm 40 nha. 89 kg. Yếm 40.000 xả 40.000 nha, size 89 kg mặc chưa. Yếm này em còn hai cái nha mấy chị. Yếm này còn hai cái, còn cái nữa. Còn cái nữa để đâu rồi? Yếm còn hai cái là ngay nha mấy bà, bà nào lấy comment nha. Rồi để em lên hàng đủ size cho nha. Yếm có ai lấy không? Xếp quần beo còn nè. Cái này còn hai size nè. Một size trên móc là 10kg và một size 18kg nha. Còn hai size nè. Chị nào lấy chốt giùm em xếp beo đỏ. Xếp beo đỏ xả 35.000. Beo đỏ xả 35.000. Áo dây tầng quần đỏ. Áo dây trắng quần đỏ có màu. Áo dây tầng quần đỏ không, áo dây tầng quần đỏ trên tường đúng không? Là nó chỉ có màu đó thôi chị ơi. Áo beo quần đỏ dập ly, quần ống rộng á. Cái đó 65.000 một set. Lên đồ 25kg hả? Rồi ok, vậy nghĩ lên mấy lẻ size này ha. Cái này còn ít nên em bán lỗ vốn á. Chứ bình thường cũng 55-65.000 trở lên không mà mấy chị ơi. Đồ kiểu không có nào rẻ hết. Rồi. Rồi em lên mẫu mới nè, có đủ size tới 25kg nè. Anh ơi, cái set này đâu ta? Còn một set đỏ nữa đâu rồi? Anh coi cục có cục nào quần đỏ đỏ không? Ở đây nè, 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 đứa nào quăng đây nè. Lấy giùm em rồi. Kem chứ à? Ừ. Rồi cái này có 3 màu. Không có đồ 29kg chị ơi, 25-26kg đổ lại thôi. Size lớn nhất là khoảng 25-26kg, rồi rồi 27kg mặt đường luôn. Rồi set này em có 3 màu nha. Set này giá 55.000 có 3 màu. Set 55.000 nha. Ôi đẹp lắm mấy bà ơi. Nè, quần dập ly luôn, quần ống rộng dập ly nha. Quần ống rộng dập ly. Em có màu đỏ nè. Đủ size đến 25-26kg luôn nha mấy chị. Ai lấy chốt size giùm em nha.
thâu thâu giùm ơn đi ra ngoài chơi đi. Màu đen nè. Và màu trắng nữa. Màu trắng cái quần màu đen. Chị nào lấy màu nào lên lên giùm em mã ống rộng kèm size vô. Mã ống rộng kèm size vô 55.000 một set. Ủa cái áo màu trắng dạ đẹp quá. Cái nơ đẹp lắm không? Quần dập ly luôn nha mấy bà ơi, có 55.000 set thôi. Đây màu trắng đây. Rồi ai lấy chút xem em. Ngọc lấy móc cho mẹ Ngọc. Lấy ba cái móc cho mẹ. Ba cái. Không biết gỡ hơn không? Cái móc cái á, móc y như con đang cầm vậy á. Ừ móc đó đó. Quần dập ly luôn á mấy bà, thấy người ta bỏ công ra ta làm cực ứng không? Có 55.000 set. Cái quần mà chạy dập ly luôn. Tôi hết thấy comment luôn rồi, không thấy comment của ai hết nha. Bà nào đang xem like cho tôi xin chấm nha mấy bà. Có bà nào thấy tôi không? Trưa ngày mai like đồ bộ nha, chị nào mua đồ bộ trưa mai 1 giờ. Ngày mai có đồ bộ mỏng mới về. Đây màu đỏ đây. Đỏ trắng với lại đen ba màu. 55.000 ai lấy lên xay. Cái này mỏng này mới về luôn á. Đăng hình mấy bữa nay mới về nè. Ôi màu màu đen quần đẹp quá. Cái quần màu dễ cái quần màu dễ thương ghê luôn á trời. Rồi ai lấy lên màu lên size nha mấy bà. Bên tôi đa số là quần xét quần ống rộng nhiều. Đa số là tất cả các mẫu dường như ống rộng quá trời mẫu luôn. Đây cái này màu đen nha. Áo sao nhún như thế này. Rồi bà nào lấy lên xay nha. Có ai lấy không? Ai lấy chút màu chút xay. Địa chỉ trong tin nhắn nha mấy bà ơi. Đi đơn từ 100.000 trở lên nha.
dồn đơn ngày mai nữa mới chốt nha. Rồi, bà nào lấy này lên xay nha. Nha chị Hằng Ni ơi, hết hàng lẻ xay rồi. Nãy xả mai lấy nghĩ là em nghĩ xả luôn rồi. Xả lỗ mà còn bị ế nữa, khổ ghê. Rồi, qua hàng ấy này cho mấy bà mua. Có áo khoác mà bà nào mua áo khoác không? Áo khoác size lớn nha. Kèm khẩu trang là 55.000 một áo nha. Trời ơi, rẻ ghê luôn á. Có nón nha mấy bà. Khoác size lớn nha. Có hai túi dưới nè. Kèm cái khẩu trang như đây nè. Khoác 55.000 kèm khẩu trang nha. Size to lắm. Bà nào size bự bự thì lấy. Đây cỡ 20 kg trở lên á. 20 đến 30 kg. Có nhiều màu nha mấy chị. Áo khoác của bà mai mới về á Lily Trần. Này áo khoác size lớn. Cho bé 20 kg trở lên. Có nhiều màu nè. 55.000 một áo nha, bà nào lấy comment. 20 đến 30 kg là có size. Kèm khẩu trang luôn nha mấy chị. Rồi lên có 40.000 nè. Bên em là đủ loại luôn, mấy chị muốn rẻ cũng có, muốn mắc cũng có. Rẻ mắc gì cũng có, nhưng mà hàng rẻ thì không có size lớn nha. Hàng rẻ nó chỉ mười mấy ký thôi. Từ 8 đến mười mấy ký thôi, không có size lớn. Khoác 25 ký cho Vi Lê cái nè. Vi Lê thích màu gì? Để em coi màu em báo nha. Rồi set ống rộng này 40.000 nha mấy chị ơi. Có cái này để cột cái nơ bên eo nè. Ống rộng áo cổ yếm như thế này. Áo sau là nhúng nè. Áo sau nhúng nè. Cổ yếm nha. Cái dơ lên giày cho mấy bà dễ thấy. Đó cái áo vậy nha. Quần ống rộng. Rồi ai lấy chút mà em mã set ống rộng kèm size vô. 40.000 một set nha. Ống rộng 40.000. Có màu hồng, màu xanh, màu đỏ, xanh lá nè, xanh lá, đỏ, hồng, xanh biển, vàng. Màu hồng, màu đỏ gì cũng được nè.
xanh coban nè, màu cam nè, với lại màu vàng. Lấy màu nào? Ba màu: xanh coban, cam, vàng. Xanh coban, cam, vàng, ba màu: xanh, cam, vàng. Rồi set ai lấy lên size nha mấy chị ơi, mã set giùm em. Set nha mấy chị ơi, 40.000. Cái ống rộng, ống rộng 40, 18kg cho Lily Trần. Lily Trần ơi, 18kg không có màu vàng nha. Ủa lộn, không có màu hồng nha. Lấy màu đỏ được không? Màu đỏ nè, màu xanh, màu vàng. Đỏ, xanh, vàng. Lily Trần ơi, đỏ, xanh, xanh lá, xanh biển, vàng. Áo khoác cam cho chị Vi Lê nè. Bữa em vô chợ, em giả bộ em lại hỏi thử cái áo khoác bao nhiêu tiền mấy chị. Áo khoác có kèm khẩu trang y dày nha. Mấy chị biết bán bao nhiêu không? 145.000, 235.000 gì đó. Trời ơi khủng khiếp, bán ghê luôn. Ở trong chợ á nghe, chứ không phải trong shop nè. Trong shop bán còn hơn nữa. Bữa em đi mua áo khoác cho anh Ken á, tính vô mua thử mắc quá. Cái áo khoác của anh Ken hỏi thử, nó dạy bình thường luôn mà 190.000. Trời ơi em suy nghĩ sao mà bán mà kê giá dữ vậy không biết. Tính mua mà thôi, 190 mắc quá, mua gì. Bình thường em bán cái áo khoác có năm mấy, ba bốn mấy, ba mấy ngàn. Mấy chị vô chợ mua thử đi. Trời ơi mắc lắm luôn á. Em không nói dối đâu, nói thiệt nha. Bữa tính mua áo khoác cho anh trai, cái thấy áo bé áo khoác gái hỏi thử trăm mấy không. Mẫu khoác da cá bình thường mà cũng có kèm khẩu trang y dày luôn. Rồi các vải nè, dày lắm nha. 40.000 nè Lily Trần. Set có hồng hay vàng 9kg. Có màu 9kg đúng không? 9kg lấy không, không có hồng mà không có vàng luôn. Lấy màu khác được không? Màu khác được không Hàng Ni ơi? Màu đỏ được không Hàng Ni ơi? 9kg đỏ. Nè, với lại màu xanh nè, xanh này nè, xanh này đẹp nè, đó, đỏ với xanh, hai màu á, 9kg. Rồi ai lấy chốt xếp 40.000 lên size nha, em qua mẫu á. Còn không thì lấy hồng thì 10kg, đang cầm hồng 10kg nha, hồng 10kg mới vừa. Rồi ai lấy chốt nha, ống rộng. Mã ống rộng mấy bà ơi, mắt tương tác quá trời luôn á. Quá trời lượt chia sẻ luôn mà không thấy ai vô xem hết. Mắt tương tác rồi. Bà nào không có thời gian coi, mấy bà có thể vô trang cái nha, mấy bà lựa hình. Trong trang em có đăng rất là nhiều mẫu, nhiều khi em like chưa có tới mẫu đó nữa là em tắt like rồi. Nhưng mà trong trang nhiều khi em đăng hình còn nhiều hơn em like nữa nha mấy chị. Mình không có thời gian coi like á, mình lựa hình cho nó mau. Rồi ai lấy ống rộng nữa comment nha. Lấy hồng luôn hả? Rồi ok Hằng Ni. Trưa mai ra đồ bộ mẫu mới về mấy bà nào mua đồ bộ ngày mai 1:30 vô.
Rồi lấy cho bà rồi nha. Về tôi cắt vô. Trời ơi, tao màu xanh cũng đẹp, không lấy xanh đi, khỏi về khỏi bắt công cắt không. Màu xanh với màu đỏ cũng đẹp à. Rồi ai lấy này chốt 40.000. Qua mẫu khác nha. Cái này đi, cái này mới về luôn nè. Cái này mới về nè mấy bà. Ôi tôi like rồi là biến like lại lắm. Em mà like qua rồi là em làm biến like lại lắm mấy chị. Nào like qua rồi là em quăng qua một bên luôn. Rồi set này bán mấy bà 35.000 thôi. Tôi cũng vậy chứ gì, Lily Tràn tôi bị nghiện mua đồ trên mạng á. Tôi mua giờ hết chỗ rồi, móc đồ luôn á. Đồ giờ tôi dục chưa thùng luôn rồi. Ủa sao chân váy này nó hơi dài á nha mấy chị. Nè cái này dạng chân váy nó dài ta. Chân váy nó dài. Áo như thế này nha. Rồi bà nào lấy lên size 35.000 xếp váy. 35.000 nha. Đó. 35.000 xếp váy. Màu hồng, màu đỏ. Đẹp ha. Màu hồng, màu đỏ. Màu vàng. Màu xanh, màu cam. Nhiều màu. Hồng, đỏ, vàng, xanh, cam. An Tâm Lê lấy gì? Lấy xếp váy bi hả? Xếp váy này đúng không? Đúng thì ok. Phải mẫu này không chị ơi? Này giống xếp em đặt không? Xếp bà đặt xếp mẫu nào quên rồi. Bà đặt mẫu nào? Cái này mới về mà. Cái này em chưa đăng hình nữa. Này mới về chưa đăng hình luôn rồi. Bà đặt hồi nào? Rồi ai lấy chốt nha. Màu vàng nè. 35.000 thôi mấy chị ơi. Ế quá ế rồi, mua phụ đi. Rồi ai lấy chốt nha. 35 luôn. Cam. Này 25 kg không vừa đâu. Size lớn nhất là 20 kg thôi. Thay lớn nhất 20 kg à. Lấy em xếp vàng 18 kg. Ok Lily Trần. Ba mươi lăm ngàn xếp là rẻ lắm mấy chị, mua hù em đi. Màu đỏ, màu cam nè. Đỏ cam xanh vàng hồng. Đỏ cam xanh vàng hồng nha. Ai lấy chốt
đầu dây hồi nãy. An Tâm Lê đầu dây hồi nãy là xét quần ống rộng đúng không? Xét quần ống rộng hả? 10kg hết hồng rồi. Thấy màu khác. Thích ác không thích trong váy. Thì bà mua cái áo đi rồi bà tặng trong váy lại cho tôi. Bà mua nguyên set đi rồi bà về bà bỏ cái trong váy và lấy cái áo. Rồi ai lấy chốt Shopee nha. Có 35.000 rẻ lắm, mua đi mấy bà. Giờ có mấy người coi tôi làm biến ai ghê gớm luôn á. Mấy bà muốn set hay mấy bà muốn đầm? Đầm hay set thì cũng có. Còn mấy bộ thể thao nè, ai lấy quá. 40.000 một bộ thể thao. Bà nào xe nhỏ nhỏ mà. Mấy cái mẫu này đẹp. Màu nào cũng được phải không? Rồi ok. Xong like inbox giùm em cái số điện thoại địa chỉ nha. 10kg à. Mười ký như em còn màu màu xanh biển. Đúng rồi, 10kg màu xanh biển nha chị ơi, màu xanh, màu xanh. Áo cổ yếm, quần ống rộng. Lấy xanh biển nha, An Tâm Lê. Rồi, bộ thể thao. Thể thao còn mấy bộ nè. Rồi, thể thao còn mấy bộ nè, mấy bà 40.000 thôi à, chắc coi dạng thoải mái luôn. Chắc coi dạng thoải mái. Ai lấy chốt mà thể thao? Còn tôi, con bé tôi gì? Rồi ai lấy chốt nha. Màu xanh cô ba 13-15kg. Màu đỏ đô 10kg. Màu hồng dâu 10kg. 11kg màu đỏ tươi đang treo móc. Rồi còn 4 size nha mấy chị ơi, 40.000. Ai lấy chốt em mà ông mã thể thao. Mã thể thao. Mã thể thao giùm em nha. Thể thao ai lấy không? Xét nhiều lắm. Đây. Này 40 luôn nè. Này 40.000 luôn nha. Đó, ai lấy chốt mã 1 đi, mã 1. Mã 1 kèm size vô. Thể thao 8-15kg thôi. Rồi mã 1. Vi lê 25kg hả? 25kg có xếp váy nè. Cái áo như thế này. Cái cỡ 2 cộng dây đó để cột cổ yếm á. Trong váy có quần sẵn trong nè. Đó, xếp trong váy 65.000. Tay 23-25kg mặt giường. Rồi
Rồi cái này lấy chốt mã set nón. Cho em mã mã gì bà? Mã 1 hả? Mã 1 10 kg. Rồi set này có cái nón nha. Có cái nón quần ống rộng như thế này. Có túi hai bên luôn nè. Áo drop top nè. Set nón 70.000, mua áo mua nguyên set tặng cái nón luôn. Đó, nguyên combo như thế này nha mấy chị ơi. Burberry nè, set nón Burberry. Set nón 70. 6 kg không có đồ kiểu chị ơi, 6 kg không có đồ, 6 kg mặc đồ sơ sinh nha. Tất cả đồ là từ 8 kg trở lên mới mặc vừa. Rồi set nón 70, chị nào lấy chốt mã set nón giùm em nha. Mười ký lấy màu hồng nè, chốt cho chị An Tâm Lê nè. An Tâm Lê nhớ em bút số điện thoại địa chỉ nha. Dòng đơn ngày mai bữa nữa mới chốt. Có đầm 25 kg vi lê ơi, có đầm nhiều lắm. Đây đầm này đẹp nè. Cái này còn đúng một cái luôn á. 25 kg mặt dừa. 70.000 lấy chút mã đầm xanh. Cái tay nè, đẹp chưa? Ở sau có dây kéo nè, có dây buộc eo nè. Có dây kéo, có dây buộc eo nha. Đó, đầm xanh. Đầm xanh 70, ai lấy chút mã đầm xanh. Cái này đẹp. Ở trong có lớp ren nữa nè. Hàng cao cấp luôn, hàng shop. Bên em bán có 70.000 thôi. Cái này còn sót được một cái. Còn sót được một cái đầm xanh. Mấy cái này còn. Rồi đầm này nha. Đầm vàng này nó cỡ 20-23 kg, 20-22 kg thôi. 20-22 kg nha. Ai lấy chốt em đầm vàng tiểu thư nè. Tay khoét như thế này. Ở sau có dây kéo luôn. Đầm vàng 20-22 kg. Đầm vàng giá nhiêu? 55.000 à. Đầm vàng với hồng có hai màu luôn. Giá 55.000, size 20-22 kg. Ai lấy chốt em mã đầm vàng. Set nó không ai lấy à mấy chị. Nón giá 70. Còn ba cái đầm body nè. Đầm body có khoét eo. Có rút eo nè. Đầm body 16-18 kg, em còn màu vàng. Màu đỏ. Cái này màu xám nha. Màu vàng, màu đỏ, màu xám, 3 màu. Màu vàng, màu đỏ, màu xám. Ai lấy chốt mẹ mã body 40.000. 16-18 kg. Đây còn mấy cái. Cái này còn có hai bộ xả 35.000 cho rồi. Đầm nào?
Đầm hoa hả chị Vi Lê? Đầm hoa khoảng 20 đến 22 kg, roi roi thì 23 kg chắc được. Theo dõi like nha chị ơi, mua hàng theo dõi like giùm em, chứ giờ hỏi nhiều đồ lắm, hỏi cô không nhớ nổi đâu. Rồi cái này còn hai bộ xả nữa, xả 35 luôn cho rồi. Ai lấy chút mà hoa cúc 10 kg màu đỏ đang keo móc, 10 kg màu đỏ, 15 kg màu tím. Đầu à, phải biết số ký thì mới được nha chị Lê Thị Như Quỳnh ơi. Em có đọc sai nè, bé bao nhiêu ký gì đấy. Rồi hoa cúc nha mấy chị, 10 kg đang keo móc nè, 15 kg màu tím nè. Em sale cho mấy chị 35 luôn, còn hai bộ sale nốt 35.000, ai lấy chốt mềm nha. Rồi set caro này 40.000, ủa 35.000, caro 35 thôi. Rồi ai lấy cái này còn mấy mẹ mã caro, mã caro nha, caro kèm size vô, caro 35.000. Rồi thăm điều bài con rồi đó Ngọc. Đi là cầm sách đọc bài rồi viết chính tả rồi cho quen. Đây nè, set caro đẹp nhất đắt luôn, 35.000 set. Bà nào phá set thì lấy mấy cái này. Caro 35. Caro có màu đỏ, màu trắng, màu xanh, màu hồng. Caro chốt cho An Tâm Lê một set nè, 35.000. Thằng Ly, thằng Ly ơi, cái trên móc này 8-9 kg được không? Ừ nhưng mà trên trang nói chung là size 25 kg ít mẫu lắm nha, không phải mẫu nào cũng vừa đâu, ít mẫu lắm. Caro 18 kg không vừa nha Lily Trần ơi. Mấy hàng rẻ này không có mai size lớn, mai nhỏ nhỏ mà. Hằng Ni nè 35. Rồi bộ hoa cúc có ai lấy không mấy chị ơi? Bộ hoa cúc xả 35.000 luôn, 15 kg tím và 10 kg màu đỏ nha. Mười lăm tím và 10 đỏ. Xả 35.000. Còn 3 bộ caro nè. Ok chị Hằng Ni nha. Rồi tiếp tục lên mẫu khác. Cái mẫu yếm này sale 35.000. Đây mẫu yếm sale 35.000. Cái quần cưng lắm luôn. Áo cổ yếm như thế này 35.000. Cái đầm body này 15 đến 17 kg, ai lấy cho em body nhung 65.000. Thù chắc sờ nè, đã ghê, đã cái tay. Chắc nhung á, mấy chị biết chắc nhung không? 15 đến 17 kg nha. 65.000 đầm nhung. Rồi cái mẫu này kêu vòng hoa hướng dương. Ở sau nè, áo như thế này, quần ống rộng, nhưng mà quần ống rộng này nó có xẻ lên tới đây. Đó, nó xẻ hai bên như thế này nha. Rồi ai lấy
chốt me mã hoa, hoa hồng hoặc là hoa vàng nha. Rồi lấy caro cho An Tâm Lê rồi nha. Cái này xả luôn cho mấy bà bao nhiêu đây? 35.000 luôn. Cái này 45 nha, sale 35 luôn nè. Xả vốn cho mấy bà luôn, màu hồng với lại màu trắng nha, xách quần Alibaba. Xả 35.000. Hết rồi, hết size 17kg rồi, giờ còn 25kg nè. 20-23kg nè, 25-26kg nè. Với lại size nhỏ trên móc à. Size nhỏ trên móc nè. Bà lấy hồng này đúng không Hằng Ni? Rồi ok Hằng Ni nè. Quần Alibaba đúng không? Còn cái trắng xe nhỏ nè, 89kg hay trên móc là 89kg thôi mấy chị. Hồng nơ, đầm nơ hoa nè. 10 đến 12kg xả 35, ở 25.000 luôn đi, xả 25.000. Alibaba 25kg có hai màu luôn nè, bà lấy màu nào? Màu trắng với hồng. Trắng với hồng, hai màu luôn. Lấy màu nào chốt? Còn đúng hai màu luôn. Rồi đầm hoa nè, còn cái xả 25.000, size khoảng 10 đến 12kg nha. 25.000 luôn, ai lấy chốt hoa. Bông hướng dương 55.000 một set, có hai màu. Trắng cho Vi Lê nè. Quần luôn á mấy bà ơi. Rồi yếm còn hai cái xả 35.000 luôn. Đâu rồi? Cái yếm để đâu rồi? Biết để đâu rồi, giờ cầm nè. Yếm còn một cái 9kg và một cái 13kg nha. Áo hai dây như thế này. Với cái yếm nè. Xả 35.000 luôn, ai lấy chốt mã yếm giùm em. 9kg và 12-13kg. Còn 2 size 9 và 12-13kg nha. Ai lấy chốt em mã yếm 35.000. Yếm 35.000 mấy bà ơi. 9 và 12-13kg thôi. Còn hai size. Dễ thương lắm nè, Hằng Ni lấy, Hằng Ni ơi, còn cái con bà vừa nè. 35.000 thôi à. Cái này mà bao cưng luôn. Chắc phải co giãn thoải mái, mấy chị cứ yên tâm. Ai lấy chút mà yếm nha. Còn hai cái cuối cùng. Rồi lên mã khác nè. Rồi cái này, set này là 40.000. Set này quần đang dây ngay eo nè, thấy không? Quần Ngọc Trinh đó. Đó, một bên đang dây nè, áo lệch vai này có nơ ngay dây nè. Cái này ai lấy chốt giùm em set hoa. Set đùi hoa. Set đùi hoa với lại set đùi hồng, 40.000 một set nha. Set đùi hoa với lại set đùi hồng có hai màu. 40.000 cho
cho yếm cho An Lê một set nè. An Tâm Lê yếm nè. 35.000. Rồi set đùi nha mấy chị ơi, set đùi hoa nè. Set đùi hồng nè. Đó, giá 40.000 nha. Chị nào lấy hai màu em tính giá 35 luôn. Đó, ưu tiên cho ai lấy nhiều nha, lấy một cặp tính giá 35.000 luôn. Còn lấy một cái thì dẫn 40 giùm em, tại không có lời nhiều mấy chị ơi, lời mấy ngàn một cái thôi. À, có size tới 18kg á. Size tới 18kg, bé mà roi roi 19kg mà được luôn mấy bà, thấy cũng bự á. Bé mà roi roi 19-20kg bông chen được nha. Rồi 20kg mặc được luôn mấy bà ơi, bự lắm. Đủ size tới 20kg, ai lấy chốt size giùm em. Màu hồng à, màu hồng này nó màu lon á, màu lon hồng. Từ 8 đến 20kg nha. 40.000, chị nào lấy một cặp em tính giá 35. Lấy một cặp hai màu được giá 35 luôn. Ai muốn coi mẫu này trên tường comment nha. Rồi ai lấy set không? Này còn hai cái. Cái này size khoảng 20 đến 23kg mặc vừa, ai lấy chốt giùm em yếm hoa xả 55.000 luôn. Cái em đang treo trên móc là 18kg. Cái đang treo trên móc 18kg. Với lại có xay nè. Ống le. Ống le nào. À ống le cam đất 75.000, có đủ xay đến 18kg. Ống le cam đất kế cái đầm màu xanh đúng không? Có đủ màu đủ xay luôn. Từ 8 cho đến từ 8 đến 25kg. Ủa lộn, đến 18kg thôi. Rồi cái đầm hoa này có size nha mấy chị ơi. Có size 18 đến 23kg nha. Đầm yếm hoa này xả 55.000 thôi. Đầm yếm hoa 55.000. Đầm body sale lỗ vốn. Cái này bán lỗ nha. Ở sao đang dài sexy không? Cái này 55.000 mấy bà, giờ sale mấy bà 40.000 thôi. 40.000 thôi, thiệt sự luôn, lộ vốn luôn. Bà nào lấy chốt. Body nha, có màu beo nè. Màu xanh nè. Màu beo hồng nè. Màu đỏ nè. Màu vàng nè. Body nhung. Xả 40.000 luôn. Tại vì còn có mấy cái này chứ không nhiều, nó không biết còn đủ size không. Beo vàng nè. Đó, xả beo à, giá là. Rồi cái đầm này xả 55.000 nè. Đầm chùm Mickey em còn size 25kg và size 10. Cái đang cầm là cỡ 13 đến 15kg nha. Cái đang treo móc nè. 13 đến 15kg và còn một cái 25kg nữa. Còn hai size. Xả cho mấy chị 55.000. 55.000 nằm chuột á, ai lấy chốt làm chuột giùm em. Làm chuột Mickey. Chị hỏi mẫu nào chị Phương Diệu ơi. Đầm yếm hoa chốt cho chị Vi Lê một cái 23kg nè. Yếm hoa xả 55.000. Làm chuột 13kg cho Hiền Trang. Làm chuột còn 25kg nè, Vi Lê đẹp lắm. Xả có 55.000 à.
Chị lấy màu nào lên màu lên size nha chị Phương Diệu ơi, chứ giờ còn lẻ size em cũng không biết còn nhiêu ký luôn. Lấy màu nào cứ comment màu kèm size. Thích màu, chọn size em coi còn thì em lấy cho. Chứ giờ còn tùm lum size á. Chuột cho chị Hiền Trang nè. Hiền Trang inbox giùm em cái số điện thoại địa chỉ nha chị ơi. 55.000. Còn một cái đầm chuột size 25 kg, ai lấy không mấy chị ơi? 23 đến 25 kg mặt dừa. Rồi qua mẫu. Còn một cái yếm size 89 kg à, 35.000 thôi. Bộ này em sale 35.000. Thổ cẩm 89 kg mặt dừa. Đầm dập ly. Đầm dập ly nha. Đầm dập ly 8 đến 10 kg 55.000. Đầm dập ly hồng. Tôi xả vậy đó, mấy bà lấy được nào lấy nha, đọc số ký rõ ràng hết á. Bà nào lấy được cái nào lấy. Còn cái này nè. Còn cái set này nè. Còn một set hoa đen này xả 35.000. Hoa đen quần màu trắng 13 14 kg à. 13 14 kg ai lấy chút hoa đen. 35.000. Body đỏ 13 kg với Phương Diệu. Body đỏ hết 13 kg rồi Phương Diệu ơi. Cái nào cũng còn nhỏ nhỏ không mà có cái màu xanh là còn cái bự. Màu xanh còn 18 kg. 20 kg luôn. Màu xanh còn cái 18-19 kg nè. Màu xanh còn cái 18-19 kg. Còn nhiều xe nhỏ nhỏ mà bị rớt rồi xe nhỏ. Cái này tầm khoảng 10-11 kg được không Phương Diệu? Cái đỏ trên móc nè. Bạn chơi đi. Đi liền. Rồi cái này nha, cái này là quần bí nè. Cái này 55.000, bữa nay em sale với chị 45.000 luôn nha. Áo cũ yếm còn có nơ trước ngực nè, kèm cái băng đô luôn. Có kèm cái băng đô nè. Trong băng đô có nơ to lắm. Lấy chốt mẹ em. Có màu xanh với màu tím hai màu, đủ size đến 25 kg luôn, có size 25 kg luôn nha. Có size bự luôn, mà nào size bự có luôn. Rồi ai lấy chốt mẹ em, bộ hoa. Bộ hoa 45.000. Bộ
hoa tím với hoa xanh xả 45 luôn. Xả vốn luôn á, hết lời luôn mấy chị ơi, bị lỗ quá. À, lấy chốt nha. Ai lấy bộ hoa không? Cái này có 50 à. Cái này giá 50.000 nha. Ở sau mông nè có cột lơi như thế này. Đó, áo rớt vai kèm chân váy đuôi cá ha, 50.000 một set váy. Ai lấy chốt mã set váy kèm khay vô. Bộ hoa 25kg cho Vi Lê nè. Bộ hoa đẹp quá trời luôn, không ai lấy à. Có kèm cái băng đô luôn á mấy chị. Vi Lê. Rồi xếp váy ha, xếp váy giá 50.000, áo rớt vai như thế này. Ở trước là vậy nha, cái này ở trước nè, ở sau là cột nơ nè. Xếp váy 50.000. Rồi đầm bi trắng. Đầm bi trắng ở sau có dây buộc eo, có dây kéo, chắc phải tôn nha. Đầm bi trắng giá 45.000. To nó mấy chị, hình như vậy không biết phải không. Đầm ngọc này còn mấy cái xe nhỏ em sale mấy chị 45.000 luôn. Ai lấy comment thì em mã đầm ngọc. Đầm ngọc xả 45.000, một bên có tay nè, một bên là dây như thế này. Đầm ngọc 45.000. Anh lấy nước em muốn anh, khô mũi quá. Đàm ngọc 45. Đàm nhiều lắm. Quá trời đàm luôn. À cái này xe bự nè, bà nào 20 đến 23kg mặt vừa. Bộ thể thao 3 món nha, 65.000. Áo rớp tớp ở ngoài nè, áo lót ở trong nè, quần thể thao nè. Trời ơi giải xịn lắm luôn mấy bà, xịn sự luôn. Bà nào mà không mua cái bộ này rất là tiếc. Mấy bà lên mấy cái shop trang burger mà nó bán hàng shop đi. Cái này giá từ trăm mấy nha, không có ai mà bán 65.000 như em đâu. Xếp 3 món nha. Đó, xếp 3 món 65.000. 20 đến 23kg mặt dừa. Bé rồi rồi 24kg bông chen được luôn. Xếp 3 món chỉ có màu đỏ thôi nha. Đầm này kêu bằng đầm đuổi nè. Đầm đuổi khoảng có size đến 18kg đổ lại nha. Đầm đuổi xả 45.000. Ủa xả 40 đi. Xe 40 luôn. Ở sau dây kéo dây buộc eo nha. Bán 40 bán vốn luôn á. Đầm đuổi thường là giá 60-65 nha mấy chị. Theo lỗ vốn luôn chứ lưu vốn. Ai lấy chốt nha. Hôm trước hình như em bán 50-55 gì quên rồi. Giờ còn mấy cái sale nè. Còn mấy cái mấy màu luôn nè. Bà nào lấy chốt nha, 8kg đến 18kg mặt dừa. Từ 8 đến 18kg nha mấy bà. Chốt mẹ mã đầm đuổi.
Làm đuổi có ai lấy không? Đầm đuổi có ai lấy không? Rồi đầm này 35.000, xe 18kg. Đầm chờ neo hồng. Đầm bi vàng treo giá 60.000. Bi vàng mà đầm tầng đúng không? 60.000, có màu có size nha chị ơi. Nó có màu có đủ size luôn. Set nhiều lắm. Còn ba cái dâm nè, ai lấy không? Đầm chờ neo cho chị Hiền Trang nè. Tờ yếm còn cái nữa nè. Yếm còn cái 12kg. Yếm còn cái 12kg với cái 89kg nha. 35.000. Dùm nha, ai lấy chút em mã dùm. Dùm em xả cho mấy chị. Dùm này xả nhiêu? 29.000 luôn. Có dây kéo sao? Có dây kéo, có dây buộc éo sao? 18kg nè. 15-16kg nè. 11kg nè. Rồi còn 3 size nha. 18kg, 15, 16kg và 11kg mấy chị ơi. 29.000 luôn. Dùm có dây kéo, dây buộc eo sao luôn. Ai lấy chốt mã dùm nha. Mặc vô đẹp lắm. Mặc cho xem. Trên tường mình comment lấy xuống cho xem. Dùm có ai lấy không? Có hai túi hai bên nữa nè. Hai túi hai bên luôn. Dễ thương lắm. Tại sao có dây kéo nha. Xả 29.000 thôi. Dâm có bà nào lấy chút mẹ mã dâm. 29.000. Cái đàm này còn cái bà nào lấy bán lỗ cho nha, 45.000 luôn. 65.000 đó. 89kg mặt dừa đầm hoa tím. Hoa tím hàng xốp xả 45. 89kg mặt dừa. Body sale 29.000. Body nè. 29.000. Có màu đen nữa nè. Màu hồng nè. Màu đen, màu hồng. Màu cam, màu vàng.
đen, hồng, cam, vàng, có mẫu khác nữa nè. Có mẫu mẫu này nữa nè, mẫu đang dây mé hai bên eo nè. Đó. Ai lấy chốt em body 2 nha, body mã 2 nè. Em đang cầm là mã 2 nha, còn cái mã đang dây sau lưng là mã 1. Không có 17kg nha. Size nhỏ. Bà comment ngay mấy cái size mà mấy cái đồ mà không có size lớn mà. Đây. Trời ơi sexy không? Ở sau lưng hở vậy nè. Hở hai bên eo nữa nè. Hở ai lấy chốt body nha. 29.000 luôn. Có hai mẫu này xả luôn. Bữa bán bạn đầu like 19.000 đó. Thấy không? Thấy ai mà bán cái body mà 19.000 thì tôi mới bằng. Rồi body có hai mẫu nha. Mã 1 nè. Mã 2 nè. Rồi hai mã nha, 19, ủa lộn 29. 29 là giá sale á, ta bán rẻ nhất 35 40.000 cái. Body ai lấy chốt body. Body này có size lớn nè. Body nhũ nè. Không có size lớn nha Hằng ơi. Rồi cái này nha, body nhũ. Có màu đỏ với lại màu xám nha mấy chị, 55.000. 55.000 ai lấy chút mẹ mã body nhũ. Body nhũ 55.000. Giờ lên thế nào đây? À cái đầm là đầm chờ neo còn màu khác nè. Đầm chờ neo 18kg nè. Có 35.000 thôi. Có màu xanh nữa nè. Màu vàng với màu hồng, ba màu. Xanh, vàng, hồng. 35.000 một đầm thôi. Chất lụa dày dặn bao đẹp luôn. Đầm lụa chờ neo 35, 18kg, 20kg đâu lại. Cái này có size nè. Đầm dạ nha. Ôi nó đẹp thật sự luôn mấy bà. Mấy bà nhìn không đẹp nhưng mấy bà sờ tận tay cái chất vải nó, cái xong mấy bà nhìn cái kiểu nên mấy bà cảm thấy mới đẹp nha. Thật sự luôn. Mấy bà nhìn không đẹp nhưng mà mấy bà sờ mới đẹp. Cái chất vải nó rất là xịn sò luôn, hàng tốt đó mấy bà. À sau gì kéo nha, đầm này ai lấy chút em mã đầm dạ. Ủa xịn lắm. Đầm dạ nha, giá 70. Cái này mặc đúng sang luôn á. Đầm dạ 70. Còn mấy cái nè. Chờ neo vàng cho Lily chờ.
con cá vàng à. Làm giả chốt cho chị Hiền Trang cái nè. Rồi còn ba cái nè, bà nào lấy chốt làm giả mấy bà ơi, đẹp lắm. 70.000 thôi, mặc đúng sang luôn. Nó dạng như đầm tiểu thư vậy đó. Cái này có 55.000 nè, đầm chờ neo nè. Ủa đầm gu xì nè. Đầm gu xì 55.000 có đủ size. Chỉ có màu vàng thôi nha. Một màu thôi. Ai lấy chốt em mã đầm gu xì. Đầm vàng gu xì. Đầm tiểu thư này em sale cho mấy chị 55.000 đi. Mới bán 60 hôm qua. Body 25kg không có chị. Không có đồ. Có body hai mấy ký nè. Có cái này. Còn có một cái body này nè. Cái này cỡ 23-24kg đi. Tay phồng nè. Body này chắc vải nhung nè. 23-24kg nha. 65.000 cái. Còn đúng một cái cuối cùng. Rồi đầm tiểu thư sale cho mấy chị 55.000 luôn. Hôm qua mới bán 60 nha, bữa nay bớt 5.000 nữa đó. Có dây kéo sao nè. Có dây buộc eo luôn. Đầm dạ 19kg cho Lily Trần nè. Ok. Ngày mai áo khoác bà về á. Ngày mai tôi like bữa nữa rồi chốt đơn thứ bảy đi hàng. Sáng thứ bảy em đi hàng hết, cho nên những chị nào có đơn lựa đơn cho đủ, lựa thêm cho đủ đơn giùm em. Gia Hân lựa, ráng lựa đơn cho đủ đơn đi Gia Hân. Của chị mới có hai cái. Rồi đầm gì quên rồi. Đầm tiểu thư nè. Size khoảng 10-11kg màu đỏ. 14-15kg màu vàng. Đó, xả mấy chị 55.000 luôn nha. Còn hai cái nè. Còn hai cái mấy chị ơi, 60 sale 55 luôn nha. Còn hai cái cuối cùng. Đầm tiểu thư 10-11kg màu đỏ, 13-15kg màu vàng mấy chị ơi. Có 55.000 thôi. 55.000. Ai lấy thì chốt. Rồi ai lấy không? Ai lấy đầm tiểu thư không? Muốn xếp dạ không? Xếp dạ là áo kèm với chân váy nha. Đây, cái áo nó như thế này. Chân váy có quần sẵn trong. Có lót nha mấy chị, áo có lót ở trong luôn. Xếp dạ 70 luôn. Xếp dạ có hai màu, màu em đang cầm là màu hồng với lại màu đỏ nữa nè. Pyjama hả? Bà vô nha, bà vô inbox tôi đi, tôi gửi hình cho em một tí xong like tôi gửi hình cho bà. Vô inbox tôi kêu tôi, bà nhắn tin là gửi pyjama 17kg cho chị xem. Ngày mai em lấy về cho. Em gửi mẫu cho chị, chịu mẫu nào lấy mẫu đó về cho. Pyjama là 40.000 bộ á nha. Trước nay hết giá 35 rồi, nay đồ dài tay dịch, dài tay quần dài nó lên giá lại rồi. Inbox em đi, ngày mai sẵn hàng về em lấy về luôn.
Đồ em mặc à, đồ em mặc em mua trên mạng á mấy chị ơi, em không có bán. Em có bán đồ em mặc. Mà bữa lướt thấy à, mua giờ cô không nhớ cái nick nào luôn á. Em cũng hay lướt lướt Facebook cái thấy đẹp mua thôi. Chứ cũng không có mua ổn định một chỗ. Rồi cái này nha. Cái này quần ống rộng. Áo như thế này. Size 8 đến 10, 8 20 kg. Rồi ai lấy chốt set hồng. Set hồng 40.000. Set hồng 40.000, ai lấy chốt men. Set hồng từ 8 đến 20 kg mặc vừa nha mấy chị. 40.000. Đầm bi xanh 45.000. Đầm bi xanh 45.000. Có dây kéo ở sau lưng. Bi xanh 45.000. Còn có 1 cái à. À còn 2 cái. Size nhỏ là áo màu cam. Quần váy. Set quần váy như thế này nha. Áo hai dây như thế này 55.000 một set. Size nhỏ thì màu cam, còn size lớn là áo màu trắng. Size lớn là khoảng 18 đến 20 kg mặc vừa. Rồi chị nào lấy chốt giùm em mã set dây. Set dây 55.000. Em sale xe nhỏ giá 50 nha. Chị nào lấy xe nhỏ tính giá 50 thôi nè. Xe lớn 55. Xe nhỏ 89 kg. Rồi ai lấy chốt mẹ mã xếp dây nha. Cái đầm body này đẹp quá trời luôn mà mấy bà không lấy. Đầm body mà nó có cái nơ ở trước nè. Có rút eo một bên, hai bên eo nè. Có 40.000 thôi. Rút hai bên vậy mấy bà rút lên mà còn nơ lại dữ thương lắm. Body nha. Có màu xám nè, màu đỏ nè, màu vàng nè, 16 đến 18 kg còn đúng 3 màu thôi. 16 đến 18 kg là mặc được nha. 40.000 một đầm. Đầm lụa em sale 35.000. Đầm lụa sale 35.000. Đầm body đó hình như bà chưa có nha. Cũng không nhớ luôn nữa. Hình như chưa mà. Để em coi coi đơn chị coi có chưa. Đơn ở đây thì không có nè. Đơn ở đây thì không có nha Gia Hân ơi. Còn mấy đơn nhận rồi em không nhớ. Hình như đơn nhận rồi là chưa có luôn á. Hiện tại ở đây là chị không có đó. Đầm đó có 40.000, lấy 3 cái 3 màu mặc với hai người đẹp lắm. Rồi ai lấy này chốt em đầm lụa nè. Đầm nơ hoa này 10 đến 12 kg xả 29 nha, 25.000 luôn đi. Nơ hoa xả 25. Lụa này 35 nha, lụa nhiều màu nè.
của 8 đến 15 16 cái đô lại thôi. Đây bà nào size lớn không? Bà nào size lớn lấy set quần da nè. 25 kg nha, set quần da 25 kg. Cái quần giả da nha. Ủa chắc da đẹp lắm. Áo như thế này 65.000 một set nha mấy bà. Áo ở sau có dây kéo luôn. Ở sau có dây kéo. Áo là chất vải lụa satin. Quần là giả da nha. 65.000. Cái này size 25kg mặc vừa. Thấy body đi Hân ơi, đẹp lắm luôn. Còn có 3 màu đó là hết luôn á. Rồi cái này nha. Cái này là quần dập ly nè. Áo rớt vai như thế này 35.000 một set. Ai lấy chốt mã dập ly kèm sao vô. Cái set hồng trên tường, set hồng nào. Theo mặt ngứa như trời. Set hồng nào. Set hồng nào ta. Cái set hồng quần đùi hả. Quần đùi có cái nơ ở trên đó hả. Set dập ly 35.000 nha mấy nàng ơi. Ai lấy chốt mềm. Cái này còn cái nè. Xả 55.000. Size 8 đến 10 kg. Ai lấy chốt mã đầm yếm. 55.000. Set 25 kế cho bùa Nguyễn Thị Diễm My nè. Set quần da đúng không. Có đơn inbox giùm em số điện thoại địa chỉ trong tin nhắn nha. Nguyễn Thị Diễm My. Em dồn đơn ngày mai like lần nữa rồi chốt nha. Ngày mai vào lúc 6 giờ ồn lộn 1 giờ rưỡi trưa và 7 rưỡi tối. Ủa set đó chị có comment không Gia Hân, em không thấy nè. Đầm body có rồi Hân ơi. Đầm body có rồi. Có màu tím. Đầm body có rồi nhưng mà set đó không có. Em không thấy comment của chị nên chắc không có lấy á. Rồi cái set áo kèm chân váy như thế này. Áo sơ mi. Áo sơ mi có cộng nơ ở trước bụng nè mấy chị. Để em tháo ra cho mấy chị hình dung được cái mẫu. Nè. Nó có cái hai cọng dây trước nè. Cái áo sơ mi như thế này. Đó. Thấy không? Áo rút tớp sơ mi nè. Cài nút đàng hoàng nha. Đó, thấy nút không? Cột dây trước bụng kèm chân váy nè. Chân váy nhũ nha. Chân váy nhũ kim tím quá trời luôn. Nó có lót ở trong nha. Rồi set. Nguyên set này bán 45.000 luôn. Ai lấy chốt giùm em set váy 45.000. Đầm yếm 21kg à. 21kg bà lấy cái đầm yếm hoa này được không.
yếm hoa bây giờ còn cái 18 kg, với lại cái từ 20 đến 22 23 kg mặc được. 20 đến 22 23 kg còn hai size đầm yếm cho chị Nguyễn Thị Diễm My nè. Bà Diễm My bà lấy đầm yếm trên tường đúng không? Size 8 đến 10 kg nha, xả 55.000 luôn nè. Cái này em cũng xả 55 nè, chị nào xe lớn lấy. Bữa có lấy rồi hả? Ủa kỳ ta, sao em không thấy? Có khi nào có đơn nào chưa nhận không đó? Gia Hân ơi, có đơn nào chưa nhận không? Nguyễn Thị Diễm My nè. Sáp váy 10 kg cho An Tâm Lê nè, 45.000. 45.000 coi như cái chân váy có 25.000, cái áo có 20.000 á mấy chị. Mấy chị tính ra vậy là rất là rẻ luôn á. Mua nguyên set rất là rẻ luôn. Ê bà lấy màu màu đỏ nha. Em Tâm Lê. 45. Bà Gia Hăng coi chừng có đơn nào bà chưa có nhận đó. Coi chừng đơn trước đó nha. Coi chừng chị lấy đơn trước đó. Rồi set hồng hết. Hết size 17 kg. Không chừng, không chừng là hôm bữa chị comment á, yếm hoa có màu à Phượng ơi, có màu à. Em còn một cái 18 kg nè, trên móc nè. Với lại một cái 20 đến 23 kg nè. Coi chừng bữa chị comment mà hết size hay sao em không lấy á Phượng ơi. Gia Hân ơi, coi chừng hết say nè em muốn lấy á. Giờ còn màu màu khác nè, 17 kg như còn màu màu đen hết luôn, không biết màu tím còn không. Không biết màu tím còn không, để kiếm nha. Hiện tại màu đen với màu hồng là không có đó, không có size đó. Không có size 17 kg. Để coi coi bữa như còn cái đơn chị chưa nhận hay sao ấy, đơn mới gửi được trước. Nhận hết rồi chứ. Nhận đơn hết rồi đúng không? Bà có coi kỹ là có set đó không bà Gia Hân? À đơn được rồi, không có cái nào 40 hết. Để chút tôi kiếm lại coi. Để chút tôi kiếm lại nha Gia Hân ơi. Yếm hoa lấy không Phượng? Yếm hoa đẹp mà. Yếm hoa 65 đang sale 55 nè, mấy bà lấy đi bà. Còn cái 18 kg nè. Còn cái 18 kg với cái hai mấy ký nè. Ok Phượng Lê nè. 55. Rồi còn cái 18 kg này chị nào hút luôn đi, xả 55.000 thôi mấy chị ơi. Yếm hoa 55.000.
Xếp chân váy có chị nào lấy nữa không? Áo sơ mi kèm chân váy 45 ngàn luôn. Xếp áo sơ mi kèm chân váy. Kèm trong váy nhũ xả 45 ngàn. Chị ngủ đây. Đang làm không thấy hả? Đã thấy đang làm. Dứt nó anh. Còn mấy cái đầm công chúa là nào đấy? Còn mấy cái đầm công chúa sale mấy bà 50 ngàn. Có 2-3 cái nè. Cái này như hàng hàng Quảng Châu hay sao á. Có dây kéo sao nha. Đây. Hai bên eo có hai cái nơ nè mấy bà thấy không? Ở sau dây kéo nè, bên có phối ren như thế này. Đó, xả 50 ngàn nha. Còn có một cái hồng sen, một cái hồng đậm, một cái trắng. Trắng, hồng sen, hồng đậm. Dễ thương lắm. Em xả luôn cho mấy bà 50 ngàn luôn á. Bán lỗ nha, hết lời à. Của bà mới có 3 bộ rồi dạ Hân ơi. Một cái body, một cái set caro tím với lại một cái set tím lệch vai 29 ngàn. Rồi đây lấy chốt nha. Đầm công chúa xả 50 ngàn. Công chúa 50. Công chúa có ai lấy không? Rồi ai lấy chốt nha. Trời ơi đau hết rồi, buồn ghê luôn á. Theo muốn tuột quần luôn. Rồi cái này nha, xả 35 luôn. Cái này body nhung nha. Body nhung bán 35 ngàn lỗ tới lỗ sặc máu luôn mấy bà ơi. Body 10 ngàn nè.
Bữa bán tặng đầm body 10.000 đầu like nè. Đã bán 10.000 rồi còn bị xả ra nè mấy chị thấy không? Mua gì vô lấy, vô lấy con cái 10.000 ai gửi. Vô lấy cho vui cái chạy ra đâu mất tiêu mất tất luôn. Rồi like giờ like gì đây? Like đầm đi. Đầm này đẹp nè. Đầm này nha. Hình như bữa Trang Hoa có dặn em cái đầm này đúng không ta? Trang Hoa bữa có dặn em mẫu nào không Trang Hoa? Rồi đầm hoa 60 ai lấy chốt size giùm em nha. Đầm hoa 60. Em nhớ bữa ai dặn em à? Hình như Trang Hoa phải không? Hoa cam nào, hoa hồng. Với lại hoa xanh nha mấy chị. Còn 3 size. Ủa lộn 3 màu. Ai lấy cứ lên size giùm em nha. Đầm hoa 60.000. Còn cái đầm maxi nè. Còn một cái đầm maxi size 12 10 kg á. 10 11 kg. Đầm maxi 10 11 kg mặc vừa. Mấy bà đừng có hối tôi chốt đơn nha. Ngày mai like bữa nữa mới chốt. Ngày mai mẫu mới về tôi ráng dồn đơn cho mấy bà, ngày mai mấy bà lựa thêm mẫu mới rồi chốt luôn. Cái đầm maxi cổ yếm nha. Có xẻ một bên quần đùi ở trong nè, nó có cái quần ở trong nè thấy không? Đó, nó xẻ một bên như thế này. Đó, đầm maxi còn cái xe 55.000 thôi. 55.000 ai lấy chốt 11 kg nha. Ủa lộn 10 kg. 10 kg với bà, 10 kg nha. Maxi 10 kg. Ai lấy không? Mấy cái này bán lỗ nè, xếp váy nè. Xếp váy thổ cẩm xả 35.000 đi. Áo kèm trong váy nha. Với lại màu hoa nè. Màu hoa cũng mẫu y vậy luôn mà khác màu thôi. Màu hoa với màu thổ cẩm nè. Ai lấy hoa chút hoa, lấy thổ cẩm chút thổ cẩm nha. Em xả 35.000 thôi mấy chị. Xả 35.000 ai lấy chốt mà em. Xét váy hoa hoặc là xét váy thổ cẩm nha. 35.000 luôn. Xét quần beo 65.000. Có hai màu, màu đỏ và màu đen. Quần ống rộng beo như thế này, áo nè. Áo tay phồng nhí nè. Áo nhúng. Có xay á Trúc Ly. Cái mặt trên móc thì xay khoảng 9 kg à. Cái mặt trên móc 9 kg nè, thấy không? Lấy đi, sale có 35.000 thôi à. Lấy đi, rẻ lắm, lấy đi nè người. Cái này nè. Set này cũng 35 luôn nè. Áo cổ yếm như thế này. Áo cổ yếm nè, ở sau nhúng nè, quần ống rộng 35.000 luôn, set tím nha. Set tím 89 kg mặc vừa. Đầm bi đỏ sale 35.000. Bi đỏ sale 35.000. Có hai túi hai bên nha. Set trong váy này 65.000. Set áo kèm trong váy nha. Có quần sẵn trong, có màu trắng với màu đen hai màu. Áo có khoét này nè. Đó. Áo dây kèm trang váy có quần trong màu áo trắng thì quần màu cam, áo màu đen thì quần màu hồng. 65.000 xếp váy. Cái đầm này chắc vải nó cao cấp xịn lắm nè mấy chị. Cái đầm này rất là xịn luôn. Cái này 6 ở này 70 chứ, này 70.000 nha.
70.000 một đầm. Có màu xanh với màu đỏ. Em đang cầm là màu đỏ. Còn màu xanh nữa. À sao có dây kéo nha. Cái này chắc vải gì nè. Này mấy chị nhìn nè. Đã không? Vải gì không biết nữa mà sang lắm. 70.000 nha. Chị nào lấy chốt giùm em mã 70 kèm màu vô. 70 xanh hoặc là 70 đỏ giùm em. Xanh hoặc là đỏ. Thôi tắt like nha. Bà nào mua hàng thì vô lựa hình thêm. Còn không mai coi like tiếp. Bye mấy bà nha, tối rồi thôi ngủ. Ngày mai like bữa nữa rồi chút.